Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay mời quý vị lắng nghe bài đọc đức tin tựa đề Khoảng trống mất mẹ. Vợ của anh vì một lý do ngoài ý muốn đã qua đời được 4 năm. Anh vì không có cách nào có thể chăm sóc được con nên cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Một buổi tối khi anh trở về nhà, vì quá mệt mỏi nên chỉ chào hỏi đứa con ngắn gọn và không muốn ăn cơm. Cởi xong bộ com lê liền lên giường nằm. Đúng lúc đó, ầm một tiếng, bát mì tôm làm bẩn hết chăn và ga trải giường. Hóa ra trong chăn có một bát mì tôm. Cái thằng danh con này! Anh ta liền vớ một chiếc móc quần áo, chạy ra ngoài đánh cho đứa con trai đang ngồi chơi một trận. Đứa con trai vừa khóc vừa nói: cơm sáng đã ăn hết rồi, đến tối con chưa thấy bố về, thấy đói bụng nên đi tìm đồ ăn. Con tìm thấy mì tôm trong tủ bếp, muốn nấu mì tôm ăn, nhưng bố dặn không được tùy tiện dùng bếp ga, nên con lấy nước nóng từ trong vòi tắm pha mì tôm. Con pha một bát ăn, còn một bát để phần bố. Sợ mì tôm bị nguội nên con mang vào giường, ủ trong chăn, đợi bố về ăn cho nóng. Con mãi chơi đồ chơi mới mượn được của bạn, nên khi bố về đã quên không nói với bố. Anh không muốn đứa con nhìn thấy mình khóc nên vội vã vào nhà vệ sinh, mở vòi nước và khóc. Khi đã ổn định tinh thần, anh mở cửa phòng con trai và nhìn thấy đứa con trai trong bộ quần áo ngủ, nước mắt giàn giụa và tay cầm bức hình của mẹ nó. Từ đó trở đi, anh chăm sóc con trai tận tâm hơn, chu đáo hơn. Khi con trai mới vào học cấp 1, anh đánh con một trận nữa. Hôm đó, thầy giáo gọi điện về nhà báo con anh không đi học. Anh lập tức xin nghỉ về nhà, chạy đi tìm con khắp nơi. Sau vài tiếng đồng hồ đi tìm, anh đến một cửa hàng bán văn phòng phẩm, nhìn thấy con mình đang đứng trước một bộ đồ chơi điện tử. Thế là anh tức giận đánh con. Đứa con không một lời giải thích, chỉ nói: con xin lỗi. Một năm sau, anh nhận được điện thoại từ bưu điện, nói con trai anh đã bỏ một loạt các bức thư viết không địa chỉ vào hòm thư. Cuối năm là lúc bưu điện bận rộn nhất, nên điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho họ. Anh lập tức đến bưu điện, mang những bức thư đó về ném trước mặt con trai, nói: sao mày lại làm những trò tai quái thế hả? Thằng bé vừa khóc vừa trả lời: đây là những bức thư con gửi cho mẹ. Mắt người bố cay cay hỏi con: thế sao một lúc gửi nhiều thư như vậy? Đứa con nói: trước đây con còn thấp nên không bỏ thư vào hòm thư được. Bây giờ con lớn, có thể bỏ thư vào được rồi, nên con mang gửi hết những bức thư con viết từ trước đến giờ. Ông bố nghe xong, tâm trạng rối bời không biết nói gì với con. Một lát sau ông bố nói: mẹ con giờ ở trên thiên đàng, sau này con viết thư xong hãy đốt nó đi để có thể gửi thư cho mẹ được đấy. Đợi đứa con ngủ, anh mở những bức thư đó xem đứa con muốn nói gì với mẹ. Trong đó có một bức thư khiến anh vô cùng xúc động. Mẹ thân yêu của con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi, hôm nay ở trường con có một tiết mục. Mẹ cùng con biểu diễn, nhưng vì con không có mẹ nên con không tham gia. Con cũng không nói gì với bố vì sợ bố sẽ nhớ mẹ.
Thế là bố đi khắp nơi tìm con, nhưng con không muốn bố nhìn thấy con giống như đang đi chơi, nên con đã cố ý đứng trước một đồ chơi điện tử. Tuy bố đã mắng con, nhưng con đã kiên quyết không nói ra cho bố biết vì sao. Mẹ ơi, con ngày nào cũng thấy bố đứng trước ảnh mẹ ngắm rất lâu. Con nghĩ bố cũng như con, rất nhớ mẹ đấy. Mẹ ơi, con đã sắp quên giọng nói của mẹ rồi. Con xin mẹ, trong giấc mơ của con, hãy để con được gặp mẹ một lần được không? Để con nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, nghe thấy giọng nói của mẹ, được không mẹ? Con nghe mọi người bảo, nếu ôm bức ảnh của người mình nhớ vào lòng rồi đi ngủ, thì sẽ mơ thấy người đó. Nhưng mà mẹ ơi, vì sao con tối nào cũng làm như thế mà trong giấc mơ của con vẫn không gặp được mẹ? Đọc xong bức thư, ông bố òa khóc. Anh không ngừng tự trách mình, phải làm sao mới có thể lấp được khoảng trống mà người vợ để lại đây? Chúng ta là những ông bố bà mẹ khi đã mang cuộc sống của đứa con đến với thế giới này, có nghĩa là gánh trên vai trách nhiệm vô cùng to lớn. Khi đã là một người mẹ, không nên tăng ca quá nhiều. Khi đã là một người bố, không nên uống quá nhiều rượu, đừng nên hút nhiều thuốc, phải chăm sóc tốt cho bản thân mới có thể yêu thương con hết lòng. Tuyệt đối đừng nên vì muốn kiếm nhiều tiền mà hủy hoại sức khỏe của mình. Không có sức khỏe thì những danh lợi kia có ý nghĩa gì? Và cũng đừng nghĩ rằng đợi đến khi bố mẹ có nhiều tiền thì sẽ như thế này, như thế kia. Nào ai biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra? Có thể sau một giây mọi chuyện đã khác. Thánh Kinh suy gẫm: Hỡi những kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ các con trong Chúa, vì đó là phải đạo. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, đó là điều răn thứ nhất, và có kèm theo một lời hứa rằng, để ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi những bậc làm cha mẹ, đừng đối xử với con cái mình khó khăn đến độ khiến chúng buồn giận, nhưng hãy trưởng dưỡng chúng trong khuôn phép và lời răn của Chúa. Ê-phê-sô chương 6, câu 1 đến câu 4. Chúa yêu thương bạn. Amen.